Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Rạng tiếp tục về cho mọi người một cái mẫu cần lua của hãng Daiwa Việt Nam nha mọi người. Thì dòng Daiwa Việt Nam giá tầm trung thì mọi người cũng biết qua hai cái mẫu rẻ hơn một chút. Đó là cây Swept File và cây Cross File. Thì hôm nay Rạng có về tiếp một mẫu là Daiwa Cross File X. Cross File X nha mọi người, nó cải tiến và nó nâng cấp từ cái cây Cross File của chúng ta lên. X có nghĩa là phôi nó lên là phôi sắn X này. Sắn X phôi nó chất lượng hơn cái mẫu cũ một chút. Và cái mẫu cần này chúng ta có hai loại, một loại là cần máy ngang. Cần máy ngang, đây cây đang đang cầm là cần máy ngang thì nó sẽ có một cái cò phía dưới cho chúng ta cầm. Đó, chúng ta gắn máy ngang vào khi chúng ta cầm quăng mồi thì nó sẽ cứng tay hơn. Và một mẫu là cần máy đứng. Đó, cần máy đứng thì chúng ta cầm một kiểu này nên không có cái cò. Đó, hai mẫu, một mẫu máy ngang và một mẫu máy đứng, và có ba size nha mọi người. Ba size là size máy ngang của chúng ta là 1m98, đây size máy ngang của chúng ta là 1m98, và size máy đứng của chúng ta thì được hai size là 1m98 và 2m1. Đó, có nghĩa là máy đứng sẽ được hai size cả 1m98 và size dài hơn một chút là 2m1. Và cần của chúng ta thì mấy cái dạng mẫu tầm trung của Daiwa đa số là đựng trong một cái bao bao ni lông thôi nha mọi người, một cái bao bao nhựa, bao ni lông gì nè, thế này. Rồi bây giờ anh sẽ đi chi tiết về cây cần cho chúng ta xem luôn nha mọi người. Đó, cây này là cây máy máy ngang đây, và hai cái này là cái máy đứng. Cần này thì cho mọi người câu lua mồi cũng rất là nhỏ nha mọi người, thì đọt cần chúng ta cũng rất là bé, đọt nhỏ và dẻo. Rồi, ok, cây máy máy ngang trước nha mọi người. Hàng này thì mọi người yên tâm, chính hãng của nhà máy Daiwa Việt Nam luôn. Có thông số, mã vạch cho mọi người kiểm tra đầy đủ hết, và tem của cái công ty Daiwa Việt Nam. Và cả trên thân cần này, tên thân cần ghi rõ là Made in Việt Nam nè. Model của nó là Cross File X 662 MH B SD. Line của nó là 10 tới 20 LB nha mọi người. Thì line là dòng á, được dòng cá. 20 LB thì khoảng 10 khoảng 9 ký, khoảng 8 8 ký mấy á. Nếu tính ra thì mọi người tính ra là khoảng 8 ký mấy, 9 ký vậy, 20 LB. Và cách sinh quay là tải mồi của nó nè. Tải mồi là từ 1/4 cho tới 1 OZ. Thì 1 OZ là tương đương với 28 gram. 28 gram mà chúng ta chia cho 4 là 7, là tải mồi của nó khoảng 7 gram cho tới 28 gram. Trong trong cái phạm vi là từ 7 gram tới 28 gram nha mọi người. Ở đây thì thông số của Nhật thì nó ghi OZ, thì chúng ta đổi ra cái đơn vị là gram. Đó, cần của chúng ta phôi thì phôi carbon này, răng X là cái phôi độc quyền của nhà máy Daiwa này. Nhìn cái phôi nó rất là đẹp luôn. Đó, khoen thì khoen cái cần máy ngang chúng ta là khoen ba chân dạng bướm, ba chân dạng bướm nhỏ nha mọi người, cho chúng ta đánh dây PE cực kỳ tốt. Và đây là logo của nhà máy Daiwa. Đó, thông số về cần này. Đó, cần thì dạng ngọn trùm lấy gốc nha mọi người, cần carbon hai khúc, dạng ngọn nè, phần ngọn trùm vào cái phần gốc. Đó, ngọn trùm gốc là kiểu này nha mọi người. Và khoen thì tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khoen.
7 khoen và một đầu bu nha mọi người. Và những cái khoen ở phía trên chúng ta thì nó chỉ đi khoen một chân thôi. Đó, khoen dạng khoen một chân. Một chân thế này. Chỉ duy nhất cái khoen đề ba. Cái khoen đề ba và cái khoen kế khoen đề ba là khoen ba chân cánh bướm. Còn mấy khoen trên là nó thiết kế dạng nhỏ. Về đọt cần cũng rất là bé nha mọi người. Rất là bé. Ok, mình sẽ đo cho mọi người xem cái đọt cần chúng ta luôn. Cái này tầm khoảng 1 ly mấy thôi. Đó, đọt cần chúng ta là khoảng 1 ly 8. 1 ly 8, 1 ly 9 nè. Đó, đọt cần của chúng ta. Đó thì size này là size 1,98 cho cây cần máy ngang. Và tiếp theo là cây 1,98 cho cần máy đứng. Đó, thì về phần bát máy thì bát đây qua. Đây, bát hãng đây qua luôn. Bát thường nhưng mà có hãng đây qua. Vặn thì cũng rất là êm nha mọi người. Đây. Rất là êm, rất là trơn tru luôn. Trên bát máy thì vẫn có inox như những cái dòng cần khác. Còn về cán thì dạng cán hở. À, cán hở 3 khúc nè. Một khúc đây và mút đây. Và phía trên đây có một phần mút cho chúng ta cầm. Đó, về thông số của cây này thì nó cũng vẫn giống như cây kia nhưng mà độ tải của nó sẽ thấp hơn cây cần máy ngang một chút, là lai của nó từ 6 cho tới 15 LB. Và phần cắt xanh quai của nó thì 1/8 cho tới 3/4 OZ, là cái đọt nó sẽ mềm hơn. Độ cứng của nó là MS nè nha mọi người. Đây 662 MS. Thông số của nó khác với cây máy ngang nha mọi người. 662 MS. Nó mềm hơn cây máy ngang. Và thông số tải của nó tới từ 28 mà chia cho 8. Đây 1/8 M, 1/8 OZ nè. Mình chia ra cho mọi người xem luôn. 1/8 là cái là 28. 28 này mà chia cho 8 thì nó tải từ 3,5 gram này, 3,5 gram cho tới 3/4 OZ. 28 nè nhân nè 3 thì bằng 84 mà chia cho 4 thì 21, là 21 gram nha mọi người. Đó, cái lực tải của nó là từ đâu rồi mất tiêu ở đây. Lực tải của nó là khoảng cắt tinh quai 3,5 gram cho tới 21 gram. Cây máy đứng thì phôi chúng ta vẫn là phôi carbon sắn ít. Bát máy chúng ta là bát hai chân dạng cao thì nó sẽ phù hợp cho cần máy đứng. Vì khi mà cần máy đứng chúng ta gắn ở phía dưới này thì nó dài ra, thì cái bát máy chúng ta nó sẽ xuống sẽ dài ra để cho nó tương thích với cái máy. Khi chúng ta quăng quăng mồi thì nó sẽ chạy, cái máy ở phía này nó sẽ thòng xuống một khúc và cái nồi máy nó sẽ song song với cái bát máy này, cái khoen nhầm mọi người. Đó, ra dây này cho nó tốt hơn. Ví dụ như khoen chúng ta chút xíu trong này thì nó không có tương thích với cái máy đứng. Máy đứng nên tùy cái mẫu cần máy đứng hay ngang họ thiết kế một cái khoen cho phù hợp nha mọi người. Đó, và đọt cần thì cũng dạng ngọn trùm lấy gốc. Đó, ngọn trùm lấy gốc thế này. Đó, dạ, rất là cứng nha mọi người. Rất là cứng, rất là mượt luôn. Thiết kế rất là êm. Khoen chúng ta thì cũng khoảng 2, 3, 4, 5, 6. 6 khoen cộng một đầu bu nha mọi người. Đọt chúng ta vẫn như cây kia, nhưng mà chất liệu làm sẽ dẻo hơn một chút. Dẻo để chúng ta tải được những cái con mồi nhẹ hơn nè. Đó, cây này thì nó tải được con mồi 3,5 gram, rất là bé nha mọi người. Mới đứng chúng ta. Rồi ok, tiếp theo là cây 2m1. 2m1 thì về thiết kế thì nó vẫn giống như cái kia. Đó, nó vẫn giống như cái cây máy ngang và cây máy đứng 2m1. Và về thông số của nó thì nó sẽ cao hơn
cao hơn cây máy, thông số nó cao hơn cây 1,98 nha mọi người. Và lai của nó thì từ 8 cho tới độ cứng thì MH này. Và lai thì 8 cho tới 17 LB. 17 LB. Cách thanh quay thì từ 1/4 tới 3/4 OZ. 1/4 là khoảng 7 g cho tới 21 g. Mắc in Việt Nam. Đảm bảo hàng chính hãng của nhà máy Daiwa Việt Nam cho mọi người nha mọi người. Ở đây trang trí cái logo Daiwa và nó còn giữ lại một chút xíu cái màu vàng của cái cây dần dòng Crossfire. Dòng Crossfire X. Nó nâng cấp từ cây Crossfire, thì Crossfire chúng ta thì nguyên khúc này khoảng mười mấy 20 xăng thì nó một khoảng 20 xăng á thì nó một màu vàng. Thì cây này nó chỉ còn một chút xíu màu vàng ở chỗ cái logo thôi nha mọi người. Đó, phôi vẫn là phôi carbon sắn ít này. Và khoen cần vẫn là một chân cao phù hợp với máy máy đứng. Và khoen của cái 2m1 thì 1 2 3 4 5 6. 6 khoen cộng một đầu bu. Độ cần vẫn là 1 ly 8. 1 ly 8. Đọt cần này cũng rất là dẻo nha mọi người, và bắt cá lớn lớn thoải mái này. Cá chừng 5-7 kg, nhưng thật sự mà nói cần máy đứng này chúng ta đi câu câu bè đi, chúng ta câu bè mà gặp cá tra chừng 5-7 kg tới chục ký thì mọi người dòng bắt được thoải mái hết. Nó phụ thuộc vào dây và cái máy chúng ta nữa, xả pin nữa, nên cần nó để cái độ dòng cá lai đó thì khoảng 20 LB thì khoảng 8 kg. 8 kg nhưng mà gặp con cá trên 8 kg vẫn bắt được, tùy cách bắt của chúng ta nữa nha mọi người, chứ chưa hẳn là nó phụ thuộc vào thông số nhất định ghi ở trên cần. Đó rồi, ok, thì bây giờ tới phần cân nặng này. Cân nặng của cần sẽ cân cho mọi người xem. Cân cho mọi người xem cái cân nặng cần luôn. Đó, đang là 0,0 g nha mọi người. Thì cần này chúng ta rất là nhẹ đó. Khoảng 150 quá. Không tới 150 nha mọi người. Chỉ 126 g thôi. 126 g cho cần 1m98 và cần 21. Cần 2m1. 2m1. Cần 2m1 đứng thì nó chỉ 123 g thôi. Nghĩa là cần máy ngang nó nặng hơn do chỗ cái phần cái bát máy nè, nó gắn thêm một cái này. Đây, nó gắn thêm một cái phần này. Có vẻ nó sẽ nặng hơn cái cần máy ngang một tí xíu nha mọi người. Nặng hơn máy ngang một tí xíu. Rồi ok, mình sẽ đo cái cân cái cây máy đứng là 1,98 nè. Rõ ràng nó sẽ nhẹ hơn cái cây máy ngang. Đúng không? Máy ngang 1,98 thì nó 120 mấy gram. Nhưng mà máy đứng thì nó còn có 110 mấy gram thôi. Đó, rõ ràng đã nặng hơn do cái phần bát. Cái phần bát này. Này, 127 thì đằng kia nó có 110 mấy thôi. Ok nha mọi người, thì đang vừa với giới thiệu sơ qua cái dòng cần Daiwa Crossfire X của chúng ta. Ok, đang xin nhắc lại là cần của chúng ta nó có hai loại, là một loại máy ngang và một loại máy đứng. Hai mẫu nha mọi người, mẫu máy ngang và mẫu máy đứng. Và có hai size. Máy đứng thì nó có 1m98 và có 2m1. Đó, có cả 1m98 và 2m1 nha mọi người. Đó, thì giá của cần này là 600 ngàn, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người luôn. Mọi người chỉ cần thanh toán đúng 600 ngàn là nhận cần, thì bên Rạng gửi hàng đi toàn quốc.
thì mọi người chỉ cần cho cái địa chỉ thì bên Rạng sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người. Mọi người xem hàng, kiểm tra hàng đúng chất lượng hay không rồi trả tiền cho người giao hàng giúp bên shop Rạng là được. Đây có một số cảnh báo nè mọi người, chất liệu carbon nè, tránh quăng gần cột điện nè, dưới trời mưa sấm sét nè. Đó, rồi thì mọi người đặt hàng thì liên hệ shop Rạng qua hai số điện thoại ở phía trên đây, hoặc là copy hai số này, lấy hai số này và nhắn bên Zalo hoặc Facebook thì bên shop Rạng sẽ liên hệ lại với mọi người. Đó, hoặc là mọi người nhắn tin qua Zalo, Facebook để chốt đơn hàng, hoặc là gọi trực tiếp cho Rạng qua hai số này, hoặc là mọi người để lại cái số điện thoại của mình ở phía dưới cái video clip này thì bên shop Rạng sẽ gọi lại cho mọi người và lấy thông tin để gửi hàng. Hoặc là có bất kỳ câu hỏi nào nữa về cái dòng máy này, hoặc là có bất kỳ câu hỏi nào nữa về cái dòng cần này thì mọi người cứ để lại cái bình luận, cái comment của mình ở phía dưới cái video này. Hoặc là mọi người ở gần shop thì có thể ghé shop lấy luôn nha mọi người. Thì cái địa chỉ shop mình có để phía dưới này. Khi đi mọi người cứ lên Google Maps bản đồ á, gõ Lê Rạng hoặc đồ câu Lê Rạng gì đó, thì bên Google Maps nó sẽ chỉ cho người đến tận shop, tận nơi luôn. Thì đến shop lúc nào giá nó cũng sẽ rẻ hơn, cái giá này sẽ báo ở trên đây. Ví dụ 600 thì tới shop có thể giảm được vài chục ngàn. Nó tới shop thì nếu cần này tới shop sẽ giảm được 30 ngàn gì đó. Tùy. Nói chung là mọi người đến shop đều có quà tặng hoặc là có giảm giá hết, mọi người cứ yên tâm. Đó, đến mọi người cứ gõ Lê Rạng hoặc đồ câu Lê Rạng ở trên Google Maps sẽ chỉ cho người tới. Hoặc gần ở Tư Bình Thái, mọi người cứ đến đó và cách đó khoảng 100 m có hẻm 614. Mọi người vào số nhà 63. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha mọi người, để khi có sản phẩm mới về thì bên shop Rạng sẽ review và up lên đây, hoặc là ở website mọi người có thể truy cập vào website để tìm thêm một số sản phẩm mà mọi người cần. Mình này sẽ cố gắng đẩy những thật nhiều sản phẩm lên web cho mọi người lựa chọn. Ok, tạm biệt mọi người.